Các bạn đã trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, vẫn là những câu hỏi của các bạn đặt ra cho giáo sư Châu Gia Chuột của chúng ta. Vâng, mời bạn có nickname là Mỹ Hầu Sơn Ship Trừ Yêu Thầm Coco có hỏi như sau. Vâng, thưa giáo sư, em sinh là một cậu quý tử trong một gia đình khá giả. Bố mẹ em luôn chiều chuộng và mua cho em đủ thứ đồ chơi, để rồi điện tử rồi và siêu nhân. Nhưng ngay từ lúc đó em nhận ra mình chỉ thích chơi búp bê và mặc váy. Lớn lên càng lộ rõ bản chất khi thích con trai cùng sự nở nang bất thường của vòng 1 và vòng 3. Mọi người gọi em là biệt danh thân thương đó là thím giáo sư ơi. Em hoang mang quá, áp lực từ gia đình, bạn bè, xã hội quá lớn. Họ kỳ thị em chỉ muốn sống thật với giới tính của mình thôi. Vậy thì hôm nay em xin hỏi giáo sư là ngày mai thì vì bao nhiêu? Đập ghế. Alo. Thì câu hỏi này thì có liên quan về vấn đề lô đề học. Theo nghiên cứu các nghiên cứu rất là lâu của tôi ấy thì ngày mai anh có thể đánh con 18, con 13 hoặc là con 01. Cho hỏi là tại sao đánh ba con này đúng không? Thì theo tôi đơn giản tại vì nó là con số may mắn thôi, đặc biệt là con số 13. Số 13 may mắn nhỉ? Vâng. Cho hỏi là khả năng trúng của ba con này. Thì nếu mà anh đánh một con ấy, tỷ lệ sẽ là 1%. Anh đánh 3 con thì tỷ lệ lên tới 3%. Còn nếu mà tôi tin chắc một điều rằng nếu mà anh ấy ngày nào anh cũng đánh 3 con ấy, thì một ngày gần nhất anh sẽ nhận được thưởng. Vâng, cảm ơn cô giáo sư câu trả lời quá tuyệt vời. Vâng, anh quá khen. Vâng, cũng trong câu hỏi này thì tôi thấy một điều là trong câu hỏi thì bạn Mỹ Hồ Sơn có nhắc đến việc giới tính. Vâng, đây là một vấn đề thực sự là quá nhức nhối trong xã hội. Thì theo hiểu biết giáo sư thì giáo sư có thể nói một số vấn đề liên quan được không? Thì đơn giản thôi, vấn đề giới tính thì gọi là vấn đề rất là nhức nhối. Thì trong xã hội hiện nay thì cũng tồn tại ba giới tính thôi. Thứ nhất là nam, nữ và cuối cùng đó là giới tính thứ ba. Và một số nước thì cũng đã cho phép hai người đồng tính kết hôn lập gia đình. Còn một số nước nào thì anh về tự tìm hiểu. Vâng, thì vấn đề này có thể nói là cũng khá đau đầu với Việt Nam. Thì trong Việt Nam cũng như nói đúng hơn là trong câu lạc bộ mình. Thì anh có thể đưa ra một số vấn đề không? Thì tôi hôm nay có đến đây cùng với một người trong câu lạc bộ, đó là anh Đỗ Viết Sơn, hiện tại là trưởng ban truyền thông trong câu lạc bộ. Và xin mời anh Sơn lên sân khấu để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đấy, người đến hôm nay được gọi là điển hình với giới tính trong câu lạc bộ. Vâng. Thì trong câu lạc bộ thì tồn tại thêm một cái kiểu giới tính nữa, ngoài ba kiểu kia thì có một kiểu như thế này. Tôi thường gọi là thích làm con trai khi nằm cạnh con gái và thích là thành con gái khi ngồi cạnh con trai. Vâng. Đây là có thể là một giới tính mới phát hiện đúng không? Thì giáo sư có thể cho biết được nguyên nhân thì có được nhiều hình mẫu như thế này không? Thì đơn giản thôi, câu lạc bộ mình truyền thống đó là rất thiếu con gái mà từ em rất thiếu con gái mà những kiểu như này đây kiểu là không kìm hãm được cảm xúc của nhau thì dẫn đến là tự phục vụ nhau thôi, nó đơn giản như thế nên là xuất hiện cái bài này. Đúng, đây gọi là đáp ứng nhu cầu học, có thể là bụng sệ và môi đỏ như này đây. Vâng. Đây thì theo hiểu biết giáo sư cũng như bao nhiêu năm tìm hiểu thì giáo sư có thể cho tôi thêm một số giải pháp. Vâng, thì trước tiên tôi mời cái thằng cái chị này về chỗ. Mời sờ kinh quá. Vâng, chị Sơn nếu mà thiếu về chỗ hỏi không?
Vâng, anh vừa đưa ra một câu hỏi đó là liên quan đến giải pháp vấn đề này. Thì tôi theo nghiên cứu của tôi ấy, thì bây giờ tôi có một cái giải pháp gọi là tối ưu nhất đối với tôi. Đó là cái giải pháp và câu đồng bộ mình nên có một cái phương châm khi mà tuyển thành viên ấy, đó là không tuyển những cái thành viên là nam mà là con trai duy nhất trong gia đình. Tại sao thì anh tưởng vâng thì anh tưởng tượng xem. Và câu lạc bộ mà thành như thế này thì ảnh hưởng rất lớn đến cái tương lai của đất nước. Nhà có một thằng mà muốn phọt cái thằng nữa thì phọt kiểu gì nữa. Tôi nhìn cũng hơi bất khả thi ấy. Vâng. Đấy là không phọt đâu mà. Vâng. Vừa rồi tôi cũng nhận thêm một câu trả lời, nhưng mà đây là một vấn đề khác của bạn có nickname là Ánh Cô Đơn Chờ Kiên Vô Tình. Vâng, bạn có trả lời sao? Theo dõi chương trình từ lâu, em cũng là một fan cuồng giáo sư. Hôm nay em xin có một số câu hỏi để dành cho giáo sư. Giáo sư đã sẵn sàng chưa? Vâng, tôi luôn sẵn sàng. Vâng, câu hỏi thứ nhất, cái gì mềm mềm khi vào tay con gái nhưng lại cứng? Cái gì mềm mềm khi chưa vào tay con gái nhưng vào tay con gái rồi lại cứng? Thì đó là cái ấy. Cái ấy là cái gì? Vâng, thì đó là cái đơn giản chỉ là cái ấy thôi. Cái ấy là cái gì? Thì là cái sơn móng tay. Câu hỏi thứ hai, cái gì của con gái khi chưa lấy chồng thì nhỏ mà lấy chồng rồi thì rộng? Thì vẫn là cây ấy. Lại cây ấy ạ? Vâng. Đơn giản là tôi đến gia đình nhà anh rồi thì vợ anh ấy cũng nói với tôi thì đó thực ra là cái giường. Cái giường. Vâng. Giáo sư câu trả lời khác. Cảm ơn anh. Chương trình cũng sắp hết rồi. Vâng, bây giờ tôi xin bạn phép tôi hỏi giáo sư một câu xong. Vâng. Giáo sư có thể nói cho tôi một câu mà tôi cảm thấy vừa buồn và vừa vui được không? Cái này là riêng cho anh ấy thì. Vâng. Câu này tôi để suy nghĩ này. Đây. Thì câu khiến anh vừa vui vừa buồn. Vâng. Thì hôm tôi đến nhà anh ấy, anh không có nhà. Vợ anh có nói là cái ấy của anh dài hơn cái của tôi. Vợ mình tâm lý phết mà. Vâng. Giáo sư nói lại cho con. Thôi bỏ qua đi hết chương trình người ta thôi. Dài quá rồi anh em. Vâng. Tính để kết thúc chương trình thì nhóm 1 xin trình bày điệu nhảy. Bọn em rất vui rồi. Rất vui ạ. Oh!